Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc ủng hộ kênh bằng cách donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh thì anh em có thể mua hàng ở giỏ hàng để ủng hộ cho kênh anh em nhé. Đây là một cái hình thức mới, anh em có thể ủng hộ gián tiếp cho tôi. Và tôi rất thích cái hình thức ủng hộ kênh bằng cách mua hàng như thế này. Tôi sẽ có thêm thu nhập khi mà nhà bán hàng họ sẽ trích một phần doanh thu bán hàng cho tôi. Đấy. Anh em ở trên kênh sẽ mua được hàng với giá ưu đãi, rẻ hơn thị trường. Còn nhà bán hàng sẽ được quảng cáo free, bán được nhiều hàng hơn. Tất cả đều vui. Đấy. Và hơn thế nữa, thế là tôi có cái thu nhập để tôi có thể là có động lực duy trì kênh anh em nhé. Rồi và xin phép các anh em cho giới thiệu qua một chút về cái sản phẩm mà tôi đang bán ở trên kênh anh em nhé. Hiện tại thì tôi đang bán cái combo đồng hồ và tai nghe nhạc chỉ với hơn 300k, cụ thể là 344k. Anh em sẽ sở hữu hai cái món này anh em nhé, bao gồm một đồng hồ thông minh và một tai nghe Bluetooth không dây. Về các cái tính năng cũng như khả năng của nó thì tôi sẽ để một cái đường link ở phía dưới phần comment, là một cái video review chi tiết của một cái kênh chuyên review đồ công nghệ để cho các anh em tham khảo anh em nhé. Và khi mua cái sản phẩm này thì anh em sẽ được tặng một cái bộ sạc nhanh 20W dành cho iPhone, bao gồm là củ sạc và dây sạc. 3 món đồ chỉ với 344k, tính ra là mỗi món có hơn 100k. Quá rẻ. Nhưng mà vẫn chưa hết, cái điều tuyệt vời nhất là nhà bán hàng đang có một cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn dành cho các anh em viewer trên kênh của tôi. Đấy là khi mà anh em mua hàng từ nay đến ngày 28 tháng 11, khi mà anh em mua hàng ở giỏ hàng ở kênh, anh em mua vào trong cái link affiliate ở trên kênh thì anh em sẽ được một cái voucher giảm giá. Và anh em chỉ phải mua cái combo này với giá là 317k anh em nhé. Và hiện tại thì có một cái vấn đề là như thế này. Nhiều anh em mua hàng và không biết cái cách áp mã giảm giá, thì khi mà anh em ấn vào link affiliate ấy, thì anh em sẽ tự động là có mã giảm giá vào trong cái phần thanh toán của anh em. Và anh em sẽ phải chọn cái mã giảm giá đó ở cái phần voucher Shopee ấy. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe quảng cáo. Chúc các anh em tìm được cái sản phẩm như ý anh em nhé. Trong cái trận đấu này, đầu game thì tôi khá là yếu anh em ạ. Khả năng là sẽ eco thôi. Bài nó ra nó hơi phèn. Tự nhiên lại ra hai con eco nên là thôi, chắc là bán hết đi eco, tích tiền vậy. Trận này thực ra tôi cũng chưa biết chơi gì, nhưng mà tính là cũng chơi bắn trưởng. Bởi vì là ở trong cái truyền thuyết ấy, nó có con rồng và con rớt anh em ạ. Rồng 5 đô rồi, còn có cả rớt nữa. Trận này thì có con mèo Saman, nhưng mà nó lại không có con Storm Saman, nên là tôi cũng không chơi Saman đâu. Đấy, à, trận này lại có thằng ấy này, có thằng Eco này. Vậy là sớm muộn gì cũng sẽ bị phá chuỗi thôi. Cho con này vào. Đầu game thì cho cái con God of Light với cả con gì nhỉ? Con Fortune Teller vào thôi. Bởi vì là cho cái con Deathless ấy thì cái con đấy nó khỏe, nó trâu. Gặp mấy cái thằng gọi đệ ấy, nó mất nhiều máu hơn anh em ạ. Thế là thôi. Cứ để hai con này vào. Ok. À ui rồi, bạn cho vài vào. Thế thì rồi xin nha. Quá tuyệt vời. Tôi cứ tưởng là nó bỏ trắng bàn, nó pha chuối, ai ngờ. Chắc là nó không tính là cái round 7 này nó gặp tôi, đấy, tự tin. Mới có round 7 thôi nên là cho bài vào để giữ tí máu, ai ngờ gặp tôi. Thế thì tốt quá. Thế thì ok rồi. Được quá nhở. Tôi thực ra là tôi cũng kệ thôi mà. Tôi cũng xác định là mất chuỗi rồi, đấy. Nhưng mà ai ngờ bạn lại cho tôi, thế được ok. Thế là được eco rồi, được quyền eco rồi. Quá tuyệt vời nhỉ. Eco thì eco thôi, nhưng mà thực ra là nếu mà chơi mết là cũng phải comeback sớm anh em ạ. Chơi cái bộ mết 5 rồng là phải comeback để còn lấy sách mà. Mà eco sâu quá không có sách đâu. Đấy. Eco là chỉ eco đến cái giai đoạn khoảng round, nếu mà bộ này thì thường là nó sẽ là đến round 11, 12 là chúng ta bắt đầu chúng ta comeback dần rồi. Ví dụ như là có 2 sao chẳng hạn. Đấy. Úi rồi. Từ từ nhá.
Cái tình huống này là cái tình huống mà không ngờ anh em ạ, cái tình huống hơi bất ngờ tí. Đắt lét lên được 2 sao á hả? Hơi phân vân. Nhưng mà bài cho thì chơi thôi. Nhưng mà nếu mà đắt lét á, đắt lét mà lên 2 sao thì con này trong bộ gì? Con này nó trong 2 bộ, 3 bộ. Bộ Exit này, God Exit. Bộ trộm chó. Trộm chó thì đang có sẵn ở đây là 3 con rồi. Thiếu Wizard để kích hệ thôi. Wizard để kích hệ là một, là thứ hai là có thể là ra con heo. Trộm chó chơi được luôn. Và cái thứ ba ấy, chơi trộm chó nhỉ. Cái thứ ba mà chúng ta có thể chơi nó chính là cái bộ Greater. Nhưng mà hai trong cái ba bộ mà tôi vừa nêu lên ấy là nó rất yếu ở trong meta này. Hai trong ba bộ là gần như là vắng bóng rồi. Exit là bây giờ là có ai chơi đâu. Exit là yếu này, rồi cái bộ Greater bây giờ cũng yếu đi nhiều rồi anh em ạ. Mặc dù là round này cho tôi thêm hai con Exit nữa đấy, nhưng mà khả năng là tôi sẽ chơi trộm chó. Trộm chó thì nó có một cái dở là gì? Thực ra hai bộ trên kể thì meta này nó bị đuối quá nên là không chơi thì loại đi ra rồi nhá. Còn cái bộ trộm chó nó cũng có một cái điểm yếu của nó. Anh em biết là gì không? Cái bộ này là một trong những cái bộ lật kèo rất mạnh. Một trong những cái bộ mà late game mà chúng ta rất hay chuyển sang trộm chó, chúng ta chiến thắng đối thủ đúng không? Nhưng mà nó lại bị cái là nó mạnh ở cái chỗ là bất ngờ, cái tính bất ngờ của nó ấy. Cái tính bất ngờ của cái bộ trộm chó này nó khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Thì nó có một cái pha cuối cùng là chúng ta chỉ cần là bỏ bài ra, chúng ta trộm một cái quân bài của đối thủ là chúng ta chiến thắng. Vì thường là nó hay trộm vào con co của đối thủ cầm đồ, thì chỉ trong vòng khoảng 10 giây đấy thôi là chúng ta có thể kết liễu đối thủ và đẩy một cái số lượng bài rất là lớn. Có thể là kết liễu đối thủ luôn ở trong trận đấu đấy và chúng ta dẫn đến cái chiến thắng chung cuộc. Đấy. Thì cái tính bất ngờ nó làm lên cái sức mạnh của cái bộ này. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi từ đầu ấy, nó lại bị cái là nếu mà chơi từ đầu thì đối thủ nó sẽ có cái phương án counter luôn. Bằng việc là thứ nhất là có xu lấy ở đầu game. Thứ hai là gì? Xác định là nếu mà gặp trộm chó là thường là người ta sẽ chuyển về Greater anh em ạ. Đấy, nó bị cái là như thế. Khi mà cái tính bất ngờ của nó không còn thì cái sức mạnh của bộ này nó cũng đã bị yếu đi. Đấy cũng chính là lý do tại làm sao mà vừa lấy tôi khá là phân vân trong cái việc là con này mặc dù nó lên 2 sao nhưng mà tôi mua nó cũng chất rất là chậm rãi chứ nó không được nhanh như lắm. Chứ bình thường 2 sao là mua là nhanh lắm, nhưng mà tự nhiên nó lại hơi bất ngờ, nó lại hơi bị chệch ra khỏi cái định hướng ban đầu là chơi rồng mết anh em ạ. Đây là Greater này. Nhưng mà không chơi. Greater không chơi các bạn. Yếu lắm. Tầm này Greater thấy gặp bộ gì cũng thua đấy. Ngày xưa gặp bộ beat thì đấm nó beat như con, bây giờ gặp beat thì thua beat. Không ăn thua. Bây giờ mà muốn counter beat thì cứ bắn trưởng thôi anh em ạ. 9m 5 rồng hay là 9m fake. Thường là chơi là mết rồng thì nó phê hơn. Đánh với cái bộ siêu đẻ vào phát bùm cái là xong. Đấy, đây này, beat đây này. Nhiều lắm anh em ơi, bây giờ beat nó bá chủ meta. Chỉ chơi rồng mết hành bọn nó thôi. Chứ còn chơi những cái bộ khác. Ui, lại ra Thunder này. Thunder ra kết hợp với cái bộ Greater là ngon đấy. Vừa lấy chơi Greater ngon. Nhưng mà vì meta này không chơi Hunter. Beat nó đẩy căng lắm anh em ạ. Muốn đấm beat thì cứ chơi rồng mết là ngon nhất rồi. Cái bọn beat ấy nó gặp thằng nào nó cũng đẩy kinh, trừ gặp cái bọn rồng mết là sợ. Cực kỳ sợ luôn. Nó khiến cho là cái bọn beat đấy là nó buộc là nó phải kẹp cá. Nó không được để những cái con đẻ vào nữa. Nó phải cho cá, nó chỉ sử dụng cái con gấu làm con đẻ thôi. Đấy. Gặp bọn mết là bắt buộc nó phải chơi kiểu thế. Nó sẽ giảm cái tốc độ đẩy của cái bọn này đi. Trận này ít nhất có hai thằng chơi beat rồi. Thằng này ra được sâu, ra được gấu rồi. Đen nhờ, gặp ngay hai cái thằng đẻ chứ ạ. Thề. Ngay từ round 12, 13 gặp ngay hai thằng đẻ đẩy một đống luôn.
Xong cho tôi gặp ở mấy cái Diamond muộn để tôi lên được level 7 tôi form bài nhở. Hơi đen. Thế là tính ra nếu mà đến round 15 là cũng chỉ còn có 50 máu. Không biết đây có phải là một cái sự lựa chọn sai lầm không? Trận này mà chơi chơi trộm chó thì sẽ phải đánh con là cái con đắt lét đấy. Rồi thằng này cắt chuỗi của tôi rồi. Sao mà đen thế nhở? Hai cái round trước, round 12, round 13 thì gặp hai cái thằng đẻ cho tràn cả nhà. Xong đến round 14 thì gặp ngay cái thằng cắt chuỗi ạ. Thề. Người tin được luôn ấy. Đắt lét tiếp này. Như này đi. Này khỏe hơn không? Như này có lọt quá nhỉ. Có đắt lét 2 sao tôi nghĩ là không lọt được đâu. Nhìn thì cũng hơi sợ sợ. Kết hợp với God. Đắt lét 2 sao kết hợp với God tôi nghĩ là ăn được. Đó, vô tư. Mà quên mất là vừa lấy bán cái con Senbo Exit đấy. Chứ còn nếu mà kết hợp Senbo Exit thì cũng ngon luôn. Nhưng mà thôi, trận này không kết hợp với nó nữa. Hyperon ở level thấp rồi. Bán đi. Đủ bộ luôn này. Chưa con Grand Herat thôi. Không sao. Lấy cái đồ gì đấy? Hai món khá ngon đấy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái giáp xoay. Bởi vì là cái giáp xoay này nó có đam anh em ạ. Cái bộ này nó đang hơi thiếu đam. À đây rồi, ui giời, quá tuyệt vời. Được rồi, xong rồi đấy. Dù sao thì cũng là vừa hết cái chuỗi xong. Là chúng ta có thể là chúng ta giữ máu luôn. Roll tiếp anh em nhé. Tôi sẽ roll ở level này một lúc. Bình tĩnh. Roll một chút đã. Để xem như nào đã. Bộ này chơi ở level 9 đã đủ rồi. Còn nếu mà lên 10 thì chúng ta sẽ có thể kẹp thêm con dơ so vào cướp được 3 con. Đấy. Nếu mà không cần cướp 3 con, cướp 2 con, cướp 1 con cũng được. Có thể vứt con dơ so vào ở level 8 cũng ok anh em nhé. Tùy vào thế trận thôi. Có những cái đội hình mà chúng ta sẽ phải cướp 3 con. Nhưng mà cũng có đội hình chúng ta chỉ cần cướp 1 con co thôi. Đấy. Cướp ngay con co của đối thủ à. Nhưng mà round này chưa chắc đã ăn được đâu nhá. Đây, bọn Feather này nó hơi trâu. Đấy. Bọn Feather này nó sau khi mà chúng ta hết 10 giây là nó lại được thả ra và nó lại đấm ngược lại. Ăn được không? Ui, đánh đau phết đấy. May quá, con đấy nó còn một tí máu. Thế là chúng ta lại ăn được. Rồi so sắp lên 3 sao luôn này. Roll ở level 7 thì kiểu gì con này cũng lên 3 sao thôi. Và tôi cũng cố gắng tôi roll ở level 7 anh em ạ. Đặt lét tiếp. Thiếu slot. Bán Fortune Teller đi. Tí nữa thay một con heo. Không chơi con đấy. Ra ngoài chắc lại thua. Khó lắm. Con Skull Hunter đối thủ còn sống. Khó mà chơi được. Ơ kìa, chưa chắc nhá.
Vẫn ăn anh em ạ. Được quá nhỉ. Được đấy. Con này nó bắp máu một lúc nó lên 2k8 máu. Chính ra con đắt led ấy, nếu mà nó bơm chuẩn ấy, nó bơm trúng vào người con đắt led ấy thì ngon. Còn nếu mà nó cứ bơm vào những cái con khác ấy thì là thua đấy. Đây rồi, heo đây rồi. Ok. Tạm thời thế. Cái rau sau là rau quái thì vứt cái con gấu vào. Đép quái. Chơi cái bộ này là khá là sợ những cái rau quái, dễ bị lọt lắm. Thường là nếu mà cái con đắt led ấy mà nó không đủ đồ tăng cơ là nó rất dễ bị lọt. Cắt chuôi thằng này không? Ui nó bắn đau thế. Không cắt được anh em ạ. Chuối 13 trận thắng liên tiếp, chịu. Cơ hội cắt chuối là hết rồi đấy. Gặp nó ở round 19 nhưng mà không có cách nào để ăn được anh em ạ. Đội hình của nó quá mạnh. Chả nhẽ lúc đấy tôi lại dí lên 8. Mà lên 8 thì chưa được. Chưa lên 8 được anh em ạ. Thôi chúng ta gặp lại sau. Khả năng là cũng chả đến lượt mình đâu. Thằng này không biết là chơi 9 Hunter không. Cái khả năng mà cướp được cái con co của đối thủ là con súng hoặc là cái con Mueta nó rất là khó anh em ạ. Đội hình toàn những cái con rẻ tiền bằng tiền nhau ấy. Lấy cái này đi. Chống Doom. Tí nữa mà thằng nào nó kẹp Doom vào thì là chúng ta thoát được. Bị Doom là chúng ta mới chơi được. Cái con Doom là một trong những con cực kỳ nguy hiểm trong meta mới. Nó vừa khóa skill mà nó vừa không cho hồi máu luôn. Bình thường ngày trước ấy, chúng ta bị khóa skill nhưng mà chúng ta có một cái vương miệng ấy là chúng ta vẫn hồi máu được. Vì cái vương miệng nó gây đam. Đấy, xung quanh là nó cứ đốt những cái con xung quanh mà chúng ta có cái mặt lại hút máu nữa thì chúng ta có thể là hút máu được. Nhưng mà bây giờ ấy, con Doom mà nó Doom trúng vào người ấy, mà trên người nó có cái hiệu ứng của Doom là kể cả là có cái vương miệng thì vẫn không hút máu được. Nó nguy hiểm ở cái chỗ đấy anh em ạ. Thế nên là bây giờ cái món đồ cái áo xanh dương ấy là một cái món quan trọng. Rất quan trọng luôn ấy. Một trong những cái món trấn phái của bộ này luôn rồi. Không thể bỏ qua được anh em nhé. Chắc chắn là sẽ chơi gót là sẽ phải có cái món đấy. Hơn trận này chúng ta còn gặp gót đỏ này. Cũng đánh ở level 9 rồi. Nó gót đỏ này hơi đen. Lên 9 ở round 21 hết tiền. Nhưng mà Swordman nó vẫn 1 sao. Swordman vẫn 1 sao. Swordman 1 sao tôi không thua đâu. Ui ok. Quả đấy mà không bắp máu kịp lên thì đúng là thua thật đấy. Rồi. Chơi cái bộ này sợ nhất là cái con này nó bắp ngu. Con đắt led này nếu mà nó bắp trúng vào người nó thì rất là ngon luôn. Chỉ cần bắp khoảng 2 phát vào người thôi là sống dai rồi. Nhưng mà nếu mà không bắp cái phát đầu tiên mà bắp vào cái con khác là xác định luôn. Để rồi còn 2 con nữa thôi anh em ạ. Cố lên nào. Bán con này đi. Không muốn khô máu ở round này anh em ạ. Bán đi. Cố nào, chỉ còn 2 con nữa thôi anh em ạ. Sau đó chúng ta sẽ up lên 8 lên 9. Đặt led cứ phải lên 3 sao thì mới yên tâm được anh em ạ. Không biết là có lên được trước round 25 không. Rồi, round này gặp Insectoid Taboo. Cái bộ này cũng căng đây anh em ạ.
Thua. Chịu. Đẩy một đống máu luôn. Ôi, nhìn này. Phải, sắp đi rồi, nó đẩy tôi cũng gần đi luôn. 25 máu. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi anh em ạ. Thôi, khô máu luôn, đao này kiếm đi. Một con nữa rồi. Cố lên nào. Một con nữa. Đây rồi. Ôi hết hồn. Mà lên được 3 sao rồi tôi vẫn thấy sợ ấy. Cái quả vừa rồi nó đẩy căng thật ấy. Ui hy vọng cắt được cái chuỗi này gỡ lại tí. Cắt nổi cái này không nhở? Lên được 3 sao đừng bảo không cắt được nhá. Được không? Được không? Được 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 được. Hay quá. Quyết định xả tiền quả vừa rồi quá hợp lý luôn ấy thề. Hiệu quả thật sự luôn. Rồi. Lên vừa lên được 3 sao nhá, đủ tiền up 8. Rao sao up nhá. Rao này tôi chưa muốn up 8 anh em ạ. Lên được 3 sao rồi. Giờ gặp thằng Beat là ăn chắc rồi. Chỉ sợ thằng Insect rồi. Mà thằng Insect đi rồi. Hay quá nhờ. Không biết thằng nào nó xử thằng Insect hộ tôi. Sợ nhất cái thằng đấy luôn ấy. Bình thường Insect mèo không sợ đâu. Nhưng mà Insect kẹp với con Tabu sợ lắm. Bởi vì con Dutlet này nó không tung được trưởng anh em ạ. Ui từ từ đã. Còn cái thằng này nữa. Ui thằng này cũng căng. Thằng này cũng căng anh em ơi. Ôi 6 Glacier. Ui cái bộ này cũng căng lắm. Thử trong rồi. Trong rồi anh em ơi. Hỏng ơi. Hỏng ơi hỏng ơi hỏng ơi. Hỏng thật sự. Trận này lắm đối thủ mạnh đấy nhờ. Lò A phẩy level 9. 6 Glacier kẹp với Tabu Witcher. Level 9 còn 50 tiền nữa. Hỏng ơi, hỏng ơi, nó phẩy ơi, mạnh thế. Tí kẹp Kira level 10 là, à, không cần, level 9 đã đủ rồi. Level 10 kẹp thêm một con Warlock nữa. Căng thế nhờ. Mà nó có cái trộm, nó có cái chống trộm chó luôn. Đấy, cái tác hại của việc là chơi trộm chó là như thế. Khi mà chúng ta chơi trộm chó có nghĩa là chúng ta nói với cả đối thủ là chúng ta sẽ chơi trộm chó. Chơi trộm chó từ đầu là như thế mà. Khi mà đối thủ biết rồi thì sẵn sàng là một đồng xu luôn từ đầu chứ còn gì nữa. Rèn xu ngay từ đầu rồi. Thế là bây giờ là mấy cái con co của đối thủ là nó có xu hết rồi anh em ạ. Không phải chỉ thằng đấy đâu. Mà những cái thằng khác nó cũng thế thôi. Lộ từ đầu rồi thì chịu rồi. Có bao nhiêu round để nó rèn ra đồng xu đâu. Ngay từ cái round 10 là nhìn thấy đã thấy cái bộ trộm chó rồi. Thì round 15 rèn dần là vừa. Round 20, 25 bao nhiêu cái round đấy kiểu gì cũng ra xu. Lấy cái đồ gì đây. Vẫn phải lấy cầu vực thẳm anh em ạ. Mặc dù trận này không có mết. Nhưng mà thấy toàn Tabu Witcher đấy kia thì phải cầu vực thảm đó. Cầu vực thảm này nó đỡ cái trưởng con Tabu anh em ạ. Để xem có đổi được cái món đồ cam không nào. Ok. Bố set rồi. Gậy xanh thì không cần rồi. Level 3 sao rồi thì cần gì đâu. Rồi. Up cấp lên level 8. Thậm chí là lên 9 luôn. Chắc chắn là cướp được hai con cái đã. Cho nó an toàn anh em ạ. Trận này căng đấy. Anh em nhìn máu tôi thế kia thôi. Nhưng mà tôi còn có thể đi trước cả mấy cái thằng ở dưới. Anh em nhìn này. Thằng này thì cũng
chơi Fiazer cũng có cái con Shadow lên được 3 sao rồi. Khỏe luôn. Trông nó gõ kìa. Ui mẹ, nó có một phát bay màu đã lét luôn. Nhìn thì thế thôi nhưng mà mình có ăn được ai đâu. Cũng lên được 3 sao ấy, không ăn được ai luôn. Trận này căng anh em ạ. Anh em biết cái thằng Insect có đẩy tới 25 máu mà nó phải ra đi top 8 là tức là có thằng nó đấm được cái thằng đấy nữa. Căng vậy này. 30 máu này gặp beat biết các thứ thì có sợ nhỉ. Sợ mấy cái thằng beat kiểu con Whispersia các thứ mà nó lại có cái đồ chống ở đây không có. Mà nếu mà có thì là cũng toang ấy. Có đồ chống trộm chó thì là thua luôn. Gặp thằng siêu đẻ có đồ chống trộm chó thì xác định. Kiểu như cái con gấu 3 sao xong rồi nó cầm Berlin này, cầm su đấy, RO, sách. Nhảy phát xuống vả hai phát là bọn này bay hết rồi. Đội hình yếu mà. Cái bộ này cái là nó mượn co của đối thủ đánh thôi. Bắt được con sâu nhưng mà rồi cuối cùng là con sâu lại bị thả ra kìa. Trời ơi, vẫn thua anh em ạ. Phải, đánh nhiều thế. Ui rồi, con 6 máu. Ra vừa rồi đẩy 24 máu. Bắt được và vẫn thua. Thề. Không thể tin nổi. Căng vậy. Chết rồi, thế thì không lên được 10 rồi anh em ạ. Doom. Vớ vẩn, phải cho con Doom vào cướp một con thôi ấy, anh em ạ. Cảm giác cướp hai con vẫn đi. Rõ ràng là round trước tôi bắt được con sâu co của đối thủ mà vẫn đi nhỉ. Đẩy quả gần đi luôn ạ. Thề. Không được rồi. Căng quá, không lên được level 10 đâu. Bây giờ đánh ở level 9 thôi anh em ạ. Khiếp. Vớ vẩn là cái điều mà tôi lo sợ nó thành sự thật luôn ấy. Vãi thật sự luôn ấy. Bảo top 7 thật đấy hả? Từ lấy giờ toàn thua mà, chuỗi thua cộng 3 này anh em này. Thấy nó cứ điêu kiểu gì ấy nhỉ? Sợ thế. Chung mấy cái thằng ở dưới nó còn khỏe hơn cả tôi ấy. Đấy, gặp thằng beat ạ, thằng này không có ấy nhá, thằng này không có xu nhá. Nhưng mà vẫn không bắt được kìa. Ok, đúng vào đi luôn đâu này nhá. Ui may quá, Doom được trúng vào cái con cây rồi. May quá anh em ơi. Kẹp vào con Doom vào là nó là hợp lý luôn anh em ạ. Thoát chết trong gang tấc luôn. Cái quả vừa rồi là không bắt được cây đâu. Thoát chết trong gang tấc. Sợ thế. Vẫn còn một round nữa mới đến round quái này. Ui mẹ ơi, cần một round quái nữa để có thêm đồ. Kiểu cái bộ này bây giờ tôi đang cầm là nó không có đồ tăng cơ ấy. Sợ thế nhở. Đánh cái kiểu bây giờ là coi như là nếu mà bây giờ mà thua là chết luôn, đi luôn. Còn có 7 máu á, lọt hai con là đi. Hy vọng gặp cái thằng nào mềm mềm tí. Gặp cái thằng top 1 ấy. Gặp thằng top 1 ấy. Cho xin gặp cái thằng top 1 đang chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Chỉ có thể là như thế thôi anh em ơi. 6 Hunter à? 6 Hunter. Mẹ, gặp cái thằng này vớ vẩn thua. Vừa lại đẩy tôi 25 máu luôn. Evil. Gặp cái thằng có cái con Shadow 3 sao. Ok bạn ơi. Được rồi. Thế là được rồi. Hay quá, chòi nó lại được rồi. Sao? Một thằng ra đi. Ui không phải top 7 rồi anh em ạ. Sống rồi đến ra quái. Cái quả vừa rồi ấy là may vào cái thằng đấy nó xếp và nó xếp tụm vào nhau để cho con Shadow nó vẩy ấy. Hay quá. Shadow clear hộ. Quả Shadow nó cầm chém lan xong nó vả cho mấy cái nó bay gần toàn bộ đội hình. Đến lúc mà thả con Shadow ra thì chết hết đồng đội rồi. Còn một mình Shadow thì 10 con. À không, 8 con hấp diêm. Quả được đấy. À thế là bây giờ là mình là lọt vào top 5 rồi này. Được đấy nhờ.
Round này hy vọng là sẽ có một cái món đồ ngon ngon một tí. Thằng Beat sắp đi nhưng mà tôi sợ thằng này này. 6 Glacier, 6 Glacier kết hợp với một con Tabu Witcher đồ thế giới luôn. Có đồ chống trộm chó. Không hiểu ăn cái kiểu gì. Gặp cái thằng đấy kiểu gì cũng lọt hai con đi anh em ạ. Bây giờ tôi tính nhá là kiểu gì cũng sẽ lọt là con Tabu Witcher với cả con Lancer đằng sau. Không bao giờ ăn được luôn. Ui, gương bóng tối à. Giáp không ngon lắm. Hơi tăng tí coi như là chống chịu. Hồi được một chút máu ấy. Chả may mà không búp máu kịp thì có cái đồ nó hồi máu ấy một chút. Được 500 máu thôi. Chồng chán nhỉ. Anh em bảo tôi có lên run thì con heo nhỉ. Hay lên 10, chính ra lên 10 thêm một cái cướp thêm được một con khi ngon hơn con heo 2 ấy. Đang hơi phân vân run 24 tiền này chưa chắc đã ra heo 2. Thay vì đấy tiết kiệm một chút lên 10, gặp thằng này thì ok rồi. Ơ kìa. Chưa chắc đã ok rồi nhá. Ui anh em ơi. Đây là cái bộ gì đấy? Ui, đây là cái bộ hoàng bào anh em ạ. Ôi mẹ ơi. Kết hợp hoàng bào với cả Hunter kẹp với cả con Tabu. Thế thì biết rồi, thế thì biết cái bộ này mạnh rồi anh em ơi. Ui kìa. Hỏng rồi. Nọt con này chắc là cũng chưa đi đâu nhờ. Đánh ở level 10. À level 9 đủ rồi kìa. Level 10 kẹp thêm con gì? Level 10 kẹp thêm con ấy à? Kẹp thêm con Kira. Đánh vụ đấy lên 10 kẹp Kira thôi. Càng đấy. Bất diệt. À đâu, từ từ. Hay cái vương miệng. Vương miệng khi ngon hơn ấy. Hơi phân vân. Bất diệt. Có thêm một mạng anh em ạ. Thôi cũng chả biết là thế nào. Hai món đồ thì nó tương đương nhau thôi. Bây giờ thì hên xui. 26 máu kiểu gì cũng đi. Lọt hai con nó đi. Rồi gặp Beat. Gặp Beat. À cái thằng sâu đi rồi anh em ạ. Thằng này thằng gấu 2. Cướp con gấu rồi xong rồi. Ăn luôn, đẩy nó đi luôn đi. Hay quá anh em ơi. Quá tuyệt vời, tôi cướp một con gấu anh em ạ. Cái tội không có xu với tôi. Cái thằng mà đẩy tôi ấy thì nó đi rồi. Là top 3 rồi. Vãi thật. Ơ à, đâu cái thằng đẩy tôi chưa đi. Tôi nhầm, cái thằng ra đi nó là cái thằng Tabu Witcher kẹp 6 Glacier anh em ạ. Ôi vãi. Thằng đấy nó đi rồi. Vậy là còn có thằng mạnh hơn cả thằng đấy cơ à? Đấy chính là cái thằng Beat. Cái thằng Beat với hai quyển sách anh em ạ. Thằng Beat một quyển sách cho sâu, một quyển sách cho gấu. Gấu có RO và gấu sâu đều có cái sừng chiến. Thảo nào mà nó đấm cái thằng kia như con luôn. Đây này gặp lại này. Nhưng mà tôi cướp một con gấu anh em ơi. Tôi cướp một con gấu. Ui gấu có RO luôn hả bạn? Ấy giời, RO với sách. Thế thì cảm ơn nhá. Cảm ơn nhé. Thế là xong. Rồi, hay quá anh em ơi. Ui nhưng mà tôi thua thằng kia kìa. Tôi thua cái thằng Hunter. Thua thằng Hunter anh em ạ. Chuyển sang gót đỏ. Cái thằng này nó có cái chống trộm chó. Có cái chống trộm chó thì trộm chó nó có tác dụng gì đâu.
Đổi cái vị trí con đắt led dây cuối anh em nhá, đang đứng trước mặt con tabu cực kỳ nguy hiểm luôn. Bơn mala cho thì không tung được trưởng luôn ấy. Ok. Né ra. Ui anh em ơi, anh em nhìn nó chém kìa. Ây à, được. Ui ui, tí đi anh em ạ. Cảm giác máu nó còn sống một tẹo, may là có cái bất diệt đấy, sống sót. Trông đánh cháy quá nhờ. Căng thẳng thật sự. Tabu cứ chờ đối thủ mà không chết là chúng ta chết. Kiểu gì nó lọt hai con là chết luôn ấy. Con súng nó đứng rất xa luôn. Súng đứng sau bắn. Bây giờ tôi đang phân vân không biết là nên chuyển sang Eagle Seed hay là nên chuyển sang 6 đỏ đây. Chuyển cái kiểu gì bây giờ đây, hết tiền rồi. 6 đỏ bây giờ thiếu nhiều quá. Mà cái vấn đề là như này này. Khi mà chuyển sang 6 đỏ mà không kẹp cái con dơ so vào thì liệu rằng có bắn nổi trưởng không ấy. Không bắn nổi ra trưởng mất. Ít ra kẹp cái con dơ so này vào nó còn bóp bắp mala cho còn có thể tung được trưởng. Chứ còn bỏ con này ra ấy, mà con tabu chờ nó bơn mala cho thì không thể nào mà tôi tung trưởng được luôn. Đấy mà cốt đỏ bây giờ làm gì mà con slot để nhét được dơ so vào đâu. Bây giờ đang tính là có khi lại vớ vẩn lại thôi, chả chuyển sang cốt đỏ nữa. Trông cảm giác chuyển sang cốt đỏ không tung nổi trưởng ấy. Nhẫn quyền lăng này cho an toàn nhỉ. Nói chung là vẫn phải có cái cầu vực thẳm, không vứt đi được. Cầu vực thẳm để con kháng phép, không là cái con tabu này ấy, nó tung trưởng là bay màu luôn ấy. Ít ra thì có cái cầu vực thẳm nó còn đồng đội còn sống được một lúc. Mà cái thằng này anh em biết cái đội hình này là đội hình gì không? Đội hình này nghi cái thằng này là fan của Zequen lắm. Anh em ạ, Zequen mấy hôm trước là sờ fan mấy bộ này luôn mà. Sờ fan cả chục trận ở trong The Chim luôn. Tôi có xem cái buổi hôm đấy. Đánh cái bộ 6 Hunter kết hợp với 6 Feather này. Doom. Úi giời ơi, Doom với cái con không tung trưởng ạ. Thề. Đi rồi, nhìn nó bắn kìa. À, ôi đau thế. Ui thôi chết rồi, rao này lọt 4 con. Không, cố lên nào. Đừng. Lọt 2 con cũng đi nhá, phải giết con súng. Rồi. Sợ luôn ý anh em ạ. Chịu. À, ôi đau thế. Hỏng rồi. Không có cách nào ăn được nó luôn ấy. Bật bớt diệt lên rồi, thua, chịu. Nhìn nó chém vừa, ui mẹ ơi, nó chém tốc độ 0.1 ạ. 10 phát trong 1 giây luôn. Chém 10 phát trong 1 giây, chịu. Rớt vào đây. Bây giờ không chuyển sang đỏ rồi. Thôi. Không có tiền đâu anh em ạ. Bỏ đi. Tôi nghĩ là nếu mà có một cái đội hình ăn được thằng này thì nó chính là cái bộ trộm chó thôi. Chứ còn bây giờ hết tiền rồi. Hết tiền rồi chuyển sang 6 đỏ nó không bắn được đâu anh em ạ. Không tung được trưởng ấy. Để như này còn có con Doom nó còn đỡ cho một chút. Dơ so với Doom. Kìa. Được không? Rớt. Đúng rồi. Được không? Thêm con Doom nữa. Rớt vẫn sống. Không ổn rồi. Nhưng mà lọt một con thì cũng được. Cứ lọt một con xong mỗi round tôi lại cắn máu lên. Nó lại là 7 máu. Được, xong cắn máu, cắn 6 máu rồi lên 8 máu. Mẹ ơi, còn có 2 máu nữa này. Cắn máu là nó phải lên 6 máu thì mới được cơ. Úi ơi, lần này mà lọt là thua anh em ạ. Vãi đái thật. Hỏng rồi. Ơ kìa bạn ơi,
Từ từ nhá. À, ơi rồi bạn ơi, cơ hội, sai lầm của đối thủ. Mẹ. Này thì bỏ đồng xu này. Trời ơi, sai lầm rồi. Tại sao cái đồng xu lại không để ở trên người của Tabu? Đi luôn không nhỉ? Đi luôn không? Ơ, nhưng mà nó tỉnh lại tỉnh dậy rồi. Ủa con này trâu vậy. Ơ nhưng mà từ từ nhá. Grand Herald của tôi cướp được cái mũi tên của con thỏ anh em ạ. Rồi xong rồi bạn ơi, xong rồi. 22 máu đi luôn đi. 22 máu đi luôn. Ơ kìa. Nó tỉnh dậy rồi kìa. Chói liên tục mà vẫn tỉnh là sao? Đi luôn đi. Đi luôn được không? Đi luôn được không? Ui! Ôi đau tim quá anh em ơi, ăn được luôn ở đâu này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thề. Căng thẳng thật sự. Đùa, cứ tưởng là thua rồi ấy. Trận này không ngờ đối thủ mắc một cái sai lầm chí mạng, đấy là bỏ cái đồng xu ra khỏi người con Tabu anh em ạ. Trời ơi, anh em có nhớ cái trận trước tôi cũng chơi cái đội hình gần như là cái đội hình của đối thủ không? Và tôi có nói với anh em là nhất định là không bao giờ được bỏ cái đồng xu ra khỏi người cái con Tabu, kể cả là đối thủ có chuyển sang là cái bộ sáu đỏ đi chăng nữa thì bắt buộc là cũng không thể bỏ cái đồng xu ra khỏi người con Tabu được, bởi vì là đối thủ có thể bỏ bài ra bất cứ lúc nào đây. Và trận này nó là như thế đấy anh em ạ. Đóng vai trò là ngược lại, trận này tôi lại chơi trộm chó, còn đối thủ là chơi cái bộ mà hôm trước tôi chơi. Nó khác nhau một trời một vực luôn. Đúng là chỉ có kinh nghiệm mới làm nên chiến thắng thôi anh em ạ. Anh em công nhận không? Rồi anh em công nhận thì anh em nhớ ấn một like giúp tôi nhá. Và anh em hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cái trận mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh em ấy, khi mà tôi chơi với con Tabu và tôi nhất quyết tôi không bỏ cái đồng xu ra, mặc dù là đối thủ đã chuyển sang sáu đỏ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, đội hình khiến đối thủ bốc hơi trong vòng 3 giây, cực kỳ tối thượng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.